ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sinex, Chủ đầu tư Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền sẽ đại diện ban tổ chức có một số chia sẻ và khai mạc đêm trung khảo ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. À, kính thưa các uh, thầy cô giáo, ban giám hiệu uh, trường Đào Hoàng Hải, kính thưa các uh, doanh nhân. Uh, có mặt ngày hôm nay và kính thưa các uh, vị giám khảo kính mến để uh, chứng kiến và chấm cho cái buổi thi ngày hôm nay. Uh, tôi là Phạm Điệp là chủ tịch uh, công ty Sinex cũng có một vài cái uh, chia sẻ với lại uh, quý vị và các uh, ở đây về cái chương trình nốt nhạc khởi nghiệp. Uh, chương trình lốt nhạc khởi nghiệp là một cái sự gắn kết và gần gũi giữa nhà trường và doanh nghiệp giữa đào tạo và thực hành giữa cái người sử dụng lao động và người lao động đấy là cái mà hôm nay đến đây cũng có rất là nhiều các cái doanh nhân các nhà đầu tư trong khu công nghiệp nam cầu kiền thì cũng mong muốn là các em sinh viên của trường đại học hàng hải thể hiện cái sự năng động thể hiện sự sáng tạo và thể hiện cái sự trí tuệ trong cái học tập và trong cái uh, cuộc sống để các nhà đầu tư có thể là tiếp xúc với nhà trường uh, tiếp xúc với lại các cái uh, học sinh sinh viên thấy rằng là sẽ lựa chọn được cho mình các cái uh, người lao động mà có chất lượng cao nhất và đồng thời cái uh, sự gần gũi giữa nhà đầu tư các cái doanh nghiệp với lại sinh viên cũng là một trong những cái nguồn động viên để gì để xã hội rồi để nhà trường các cái nhà quản lý các doanh nghiệp gần gũi nhau hơn và đây cũng là một trong những chương trình mà chúng tôi là nhà đầu tư khu công nghiệp mong muốn là tổ chức các cái sự kiện như thế này để giúp cho các nhà đầu tư và cho các doanh nhân hải phòng có cái uh, điều kiện tiếp cận với lại học các em học sinh sinh viên uh, tốt hơn bởi trong doanh nghiệp thì con người là quan trọng nhất sau đó đến tài chính à sau, đó đến kinh doanh rồi mới đến tài chính chứ chưa chắc đã phải khởi nghiệp đã là tài chính chính vì vậy mà thông qua buổi nốt nhạc khởi nghiệp ngày hôm nay tôi cũng rất mong muốn là các thầy cô của trường đại học hoàng hải rồi các thầy cô của các trường đại học trong cái thành phố hải phòng là cũng có những cái tiếp cận gần hơn với lại các cái doanh nghiệp với các nhà đầu tư và giúp cho các em có cơ hội nghề nghiệp Ờ, xin trân trọng cảm ơn uh, mọi người, ờ, xin trân trọng cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo là học sinh sinh viên có cái uh, các cái buổi tập luyện mà cho đến ngày hôm nay là cái buổi trung khảo thì tôi uh, chúc là các em tham gia cuộc thi sẽ giành thắng lợi tốt nhất và thể hiện mình tốt nhất để gì để chúng ta có kỹ năng bước vào đời. Xin trân trọng cảm ơn. Uh, lời đầu tiên uh, cho phép Xuân Bình xin được uh, gửi lời chào trân trọng nhất tới uh, uh, ban giám hiệu của uh, trường đại học Hoàng Hải, uh, tới cái, tất cả các uh, quý vị lãnh đạo, tới uh, công ty của Vạn Sinh cùng các uh, doanh nhân, các anh chị uh, và toàn thể các bạn sinh viên. Uh, phải nói là Xuân Bình thay mặt hội đồng giám khảo xin uh, um, bày tỏ uh, cái, uh, cái, 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 cái sự cảm ơn của ban giám khảo đến uh, ban tổ chức cuộc thi đã tín nhiệm chúng tôi và mời chúng tôi vào cầm cân nảy mực cho cuộc thi ngày hôm nay và Xuân Bình may mắn đã được theo dõi và tham gia và đồng hành cũng cố vấn cho các bạn từ cái vòng sơ khảo đến bây giờ phải nói là qua một cái thời gian các bạn tập luyện rất là vất vả các bạn không phải là những diễn viên chuyên nghiệp nhưng thực sự những cái tiết mục của các bạn À, đổ bằng cái những cái giọt mồ hôi, những cái công sức rất là lớn. Xuân Bình hiểu là như vậy. Tại vì à, bản thân à, tôi cũng là một cái à, một một nhạc sĩ chuyên nghiệp, đang công tác tại đoàn chuyên nghiệp, cho nên rất hiểu, rất thấu hiểu các bạn và thực ra các bạn trong tối hôm nay đều là người chiến thắng. À, xin quý vị cùng một tràng vỗ tay dành cho các bạn được không ạ? Uh, xin uh, chia sẻ với các bạn uh, ngắn gọn thôi trước uh, khi uh, chúng ta đến phần công bố uh, như chúng ta đã biết thì uh, thực sự cuộc thi này uh, là một sân chơi uh, rất bổ ích cho các bạn uh, có một cái sân chơi không khác gì chuyên nghiệp uh, với sân khấu với những đề co những cái sự uh, về âm thanh ánh sáng uh, tốt nhất mà ban tổ chức dành tặng cho các bạn cộng với những cái giải thưởng rất là lớn giá trị rất là cao À, cũng là một cái nguồn động lực cũng là nguồn động viên để các bạn cố gắng và cái tiêu chí của ban giám khảo thì uh, như tôi đã cũng đã chia sẻ với các bạn rồi thực sự là hôm nay chúng tôi rất là đau đầu rất là khó để lựa chọn ra những tiết mục nhưng cuộc thi nào cũng vậy phải có những chiến thắng uh, xin chia sẻ với các một số điều như thế này thực ra để lựa chọn một tiết mục hoàn hảo uh, trong một cuộc thi rất là khó ngay cả những cái cuộc thi lớn như Sao Mai hoặc là những cái cuộc thi lớn trên truyền hình như các bạn đang xem ví dụ như game show thực tế chẳng hạn thế rất là khó để một cái chương trình nó nó hoàn hảo một tiết mục nó hoàn hảo ví dụ như ở đây chúng ta có ca múa và ban nhạc đúng không ạ thì rất tiếc tôi thực sự phải nói một cái điều này với các bạn mà tôi đã chia sẻ trong cái phòng sơ khảo rồi tôi đã nói rất là kỹ là các bạn dù có múa đẹp đến mấy biên đạo hay đến mấy hoành tráng đến mấy nhưng hát phô lòi ra thì tiết mục đấy của các bạn rất là tiếc không thể làm một điểm cao được ngược lại các bạn tiết mục các bạn hát rất hay nhưng mà chúng ta giảm dựng lại sơ sài đúng không ạ thế cho nên là để tìm ra một lựa chọn một tiết mục hoàn hảo cực kỳ khó và sau khi thống nhất hợp thống nhất thì ban giám khảo chúng tôi quyết định là với tiêu chí là lựa chọn những đội có sự đầu tư thực sự phải có sự đầu tư từ dàn dựng từ trang phục đạo cụ và tôi đã nói với các bạn đây là biểu diễn chúng ta kể cả không phải là chuyên nghiệp nhưng đã bước lên sân khấu là các bạn phải biểu diễn biểu là diễn biểu, biểu là biểu đạt cái tâm hồn của mình ấy còn diễn là diễn xuất đúng không ạ chúng ta hát chúng ta cũng phải là thể hiện ánh mắt chúng ta phải thể hiện mình là một ca sĩ trên sân khấu các bạn múa cũng vậy các bạn cũng phải thể hiện mình là một diễn viên như kiểu chuyên nghiệp ấy. ra ánh mắt nhìn ngang nhìn dọc rồi là có một cái thần thái nó không đẹp thì tự nhiên có một cái gì đấy nó nó lại 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 có một cái gì đó nó không 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 lột tả hết cái cái, 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 cái khúc trong cái bài hát đấy đúng không ạ Thế cho nên là uh, rất tiếc thực sự là rất tiếc và một số những tiết mục đầu tư rất hoành tráng, công phu với số lượng người rất là đông nhưng chỉ cần sơ suất một một chút thôi. Các bạn hôm nay là live stream trực tiếp, các bạn về các bạn có thể nghe để hôm nay công bố giải thưởng thì các bạn sẽ thấy là hội đồng giám khảo chúng tôi làm việc rất công tâm và chấm theo đúng cái 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 cái, cái chuyên môn của mình chứ không thiên vị bất cứ một đội nào cả có những tiết mục uh, tôi biết sau cái, cái, cái cuộc thi này sẽ có nhiều ý kiến rằng tại sao đội tôi uh, chúng tôi là đầu tư như vậy uh, đông như vậy nhưng mà không được uh, giải cao mà lại chỉ đến như vậy thôi thì mong các bạn hiểu và những cái gì tôi chia sẻ hôm nay ở đây với các bạn thì thực sự đấy là một cái lời cảm ơn tới tất cả đến ban tổ chức đến các bạn thí sinh các bạn diễn viên hôm nay quả thực các bạn rất là tốt và trong đêm hôm nay thì theo tôi thì ai cũng là người chiến thắng thế cho nên là những cuộc thi nào cũng thế phải có xếp hạng phải có giải thưởng đúng cái tiêu chí của ban tổ chức đề ra và chúng ta có cái giải truyền thông thì đã một giải riêng rồi cho nên là chúng tôi quyết định là không đưa vào cơ cấu của thang điểm của 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 chương trình nghệ thuật và chúng tôi tách ra lựa chọn những cái tiêu chí mà thiên về nghệ thuật để làm sao mà có những lựa chọn ra một tiết mục nó hoàn hảo nhất à, hát có thể là không xuất sắc bằng những bạn khác nhưng ít nhất là chương trình cái tiết mục đấy nó sạch sẽ nó sạch sẽ từ đầu đến cuối vẫn có sự hoành tráng vẫn có cái sự liên kết giữa múa hát còn các ban ban nhạc cũng vậy đúng không ạ à, tôi rất tiếc là 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 vì sao vì là các bạn tôi làm dân nhạc chị giáng son cũng là một À, trước khi là một nhạc sĩ là ca sĩ cũng là một nhạc công đúng không ạ, cũng là dân nhạc. Chúng tôi đã phân tích rất kỹ và tôi đã tham mưu à, tư vấn cho các bạn ngay từ đầu rồi là những cái 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 hòa âm hòa thanh chúng ta làm sao chúng ta đánh nó phải có hồn, có độ sốc, có độ phê, a phải ra a, b đoạn b phải ra đoạn b. Chứ còn à, nếu mà cứ đánh đều, đều 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 cũng rất là khó. Đó và đấy được ban nhạc hay thì ca sĩ hỏng quên lời, ví dụ thế. Đấy các bạn hôm nay chứng kiến đúng không ạ? Ben oánh rất hay đánh rất là cắn Đấy, nhưng mà ca sĩ quên lời thì, thì, rất tiếc các bạn rất tốt nhưng mà chúng tôi rất tiếc là không thể cho các bạn lên được Đấy, hoặc là tôi nói ngay như tiết mục đầu tiên các bạn tốt lắm ra phát dầm dập dập hoành tráng và biên đạo cực tốt nhưng mà chỉ cần một bạn nữ hát phô thôi nó kéo toàn bộ các bạn cứ nghe lại đi tự các bạn sẽ hiểu là mình sai ở đâu và mình vì sao mà mình 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 chưa được cái 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 giải cao nhất là vì thế chỉ cần một bạn nữ hát nó lòi ra thôi là chúng tôi nghe rất là khó chịu nó lòi ra là trong chuyên môn chúng tôi nghe là biết ngay Thế cho nên là chính cái bạn đấy thì lại kéo kéo cái tiết mục các bạn xuống đó đó là một những cái lời chia sẻ và những cái lời mà trong cái thực ra từ trong cái tâm huyết của tôi cũng uh, rất chúc mừng các bạn với những cái phần biểu diễn rất tuyệt vời uh, tất cả 12 tiết mục hôm nay trong vòng chung kết thì thực sự là những cái món quà và những cái uh, cái tinh thần thực sự là những món quà mà các bạn gửi đến cho ban tổ chức gửi đến cho ban giám khảo chúng tôi được mãn nhãn từ đường nghe lẫn đường nhìn Đấy, các bạn đã mang ra một cái bầu không khí rất là tuyệt vời với cái công sức các bạn bỏ ra tập luyện từng đấy thời gian để một cái chương trình như thế này để một mục như này thì có nghĩa là tôi bây giờ không phải nói nhiều nữa quá thấu hiểu với những cái vất vả những cái công sức mà các bạn bỏ ra và các bạn có đồng ý với tôi là tất cả sau khi công bố giải ai cũng là người chiến thắng ạ? Ai đồng ý với tôi thì <laughs> xin cho chàng vỗ tay. Vâng. Các bạn đừng buồn, tại vì làm sao? Vì tôi đã như tôi đã nói, giải thưởng thì vẫn là giải thưởng và cũng chỉ là giải thưởng. Các bạn hãy tiếp tục cái niềm đam mê của mình. Tại vì tôi rất ngạc nhiên là các bạn đấy, mặc dù học không phải là chuyên ngành là về nghệ thuật, nhưng mà các bạn oánh nhạc chơi nhạc và các bạn hát múa như những diễn viên chuyên nghiệp đấy là thực sự là những, những uh, hội đồng giám khảo chúng tôi rất là khâm phục các bạn ở điều đó thực sự rất khâm phục và chúc các bạn sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê uh, nếu mà các bạn nào uh, có năng khiếu ca hát thì chúng ta hãy cứ tiếp tục cuộc hành trình của mình uh, vì sau đây sẽ tôi nghĩ là chắc là sẽ còn rất nhiều những cuộc thi mà sẽ là có những cái sân chơi cho các bạn tham gia và biết đâu đấy chúng ta lại thành công. Xin một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn các bạn.